Bệnh sốt xuất huyết và cách điều trị sốt xuất huyết là một trong những căn bệnh truyền nhiễm phổ biến, xuất hiện theo mùa và nếu không có biện pháp điều trị kịp thời sẽ gây ra biến chứng nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh. Bệnh sốt xuất huyết ở người lớn và trẻ nhỏ thường có những triệu chứng cảnh báo khá giống nhau. 1. Bệnh sốt xuất huyết là gì? Sốt xuất huyết ở người lớn là bệnh truyền nhiễm cấp tính do một loại siêu vi trùng có tên là Dengue gây ra. Đây là căn bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác nếu như bị muỗi vằn, có nhiều khoang trắng ở chân và lưng, mang mầm bệnh đốt. So với người lớn thì trẻ em là đối tượng dễ bị mắc bệnh hơn cả. Bệnh sốt xuất huyết có thể khiến cho cơ thể người bệnh trở nên đau nhức, đặc biệt là ở cơ và các khớp. Sốt xuất huyết dạng nhẹ có thể gây phát ban, sốt cao, dạng nặng thì có thể gây chảy máu, giảm huyết áp đột ngột và khiến người bệnh tử vong nhanh chóng. 2. Triệu chứng sốt xuất huyết ở người lớn. Triệu chứng sốt xuất huyết ở người lớn có nhiều điểm tương đồng với sốt xuất huyết ở trẻ nhỏ. Khi bị nhiễm phải loại virus gây bệnh, người bệnh sẽ gặp phải một trong hai trường hợp là sốt xuất huyết biểu hiện ra bên ngoài hoặc xuất huyết nội tạng. Triệu chứng sốt xuất huyết ở người lớn dạng cổ điển, thể nhẹ trong trường hợp này. Bệnh sốt xuất huyết ở người lớn sẽ có triệu chứng rầm rộ hơn ở trẻ em, thường xuất hiện các biểu hiện điển hình và không có biến chứng. Bắt đầu bằng triệu chứng sốt trong vòng 4-7 ngày tính từ sau khi bị truyền bệnh bởi muỗi và kèm theo các biểu hiện như đau phía sau mắt, đau nhức đầu nghiêm trọng, đau khớp và cơ, sốt cao, có thể lên đến 40,5 độ C, phát ban, buồn nôn và ói mửa. Dạng sốt xuất huyết gây xuất huyết nội tạng. Người bệnh có thể bị xuất huyết nội tạng, đường tiêu hóa và xuất huyết não. Triệu chứng sốt xuất huyết ở người lớn gây xuất huyết đường tiêu hóa sẽ bao gồm biểu hiện đau đầu bình thường và sốt nhẹ, không phát ban. Sau khoảng 2 ngày, người bệnh sẽ đi ngoài ra máu. Phân có màu đen hoặc đi ngoài ra máu tươi, trên da bắt đầu xuất hiện các chấm xuất huyết, người mệt mỏi, da xanh tái. Trường hợp xuất huyết não sẽ rất khó nhận biết vì triệu chứng sốt xuất huyết ở người lớn sẽ không rõ ràng, có thể người bệnh chỉ bị sốt, đau đầu, liệt chân, tay hoặc liệt nửa người và sau đó bị hôn mê, dẫn đến tử vong. Triệu chứng sốt xuất huyết Dengue, hội chứng sốc Dengue, đây là thể bệnh dạng nặng nhất của bệnh sốt xuất huyết ở người lớn. Bao gồm tất cả các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết thể nhẹ cộng với triệu chứng chảy máu, huyết tương thoát khỏi mạch máu, chảy máu ồ ạt, hạ huyết áp. Trường hợp này thường xảy ra ở người bệnh trong lần nhiễm bệnh đã có miễn dịch chủ động hoặc thụ động với một loại kháng nguyên virus. Sau khoảng 2-5 ngày mắc bệnh thì bệnh sẽ có tiến triển nặng, dạng bệnh này có thể xảy ra ở trẻ và gây tử vong nhanh chóng. 3. Cách điều trị bệnh sốt xuất huyết ở người lớn. Sốt xuất huyết có tự khỏi không? Thực tế, có nhiều người chưa hiểu hết về bệnh sốt xuất huyết ở người lớn và cách điều trị như thế nào để ngăn ngừa biến chứng. Theo đánh giá của giới chuyên môn thì sốt xuất huyết là căn bệnh có nguy cơ gây biến chứng cao và khả năng ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh là rất lớn. Do vậy, việc xác định mức độ nặng nhẹ của bệnh là rất cần thiết để có thể đưa ra phác đồ điều trị bệnh sốt xuất huyết phù hợp. Giai đoạn điều trị sốt xuất huyết ở nhà. Khi phát hiện biểu hiện sốt từ 2 tháng 7 ngày, người bệnh có thể điều trị ở nhà và biện pháp điều trị duy nhất là bù nước cho người bệnh. Giai đoạn nhập viện thời gian ngắn, 12 đến 24 giờ. Cần phải đưa người bệnh nhập viện ngay khi biện pháp bù nước bằng đường uống không mang lại kết quả và người bệnh xuất hiện các điểm xuất huyết dưới da hoặc niêm mạc. Giai đoạn nhập viện thời gian dài, (24 giờ), bệnh nhân sốt xuất huyết cần phải nhập viện điều trị ngay khi có biểu hiện chân tay lạnh, sốt ly bì, mạch yếu, viêm họng, khó thở. Sốt xuất huyết hiện nay chưa có thuốc điều trị, phương pháp điều trị chủ yếu là điều trị triệu chứng, khi bệnh sốt xuất huyết ở người lớn thuộc thể nhẹ thì có thể chăm sóc tại nhà. Cho bệnh nhân nghỉ ngơi và uống nhiều nước, sử dụng các món ăn mềm và có nước, dễ tiêu hóa, hạ sốt với paracetamol, lau mát khi sốt cao. Người bệnh cần tuân thủ tuyệt đối theo hướng dẫn của bác sĩ. tự theo dõi sát tại nhà, có thể đến bệnh viện thực hiện các xét nghiệm cần thiết nếu có thể. 4. Phòng ngừa sốt xuất huyết ở người lớn như thế nào? Sốt xuất huyết là căn bệnh có thể lây truyền từ người này sang người khác qua đường trung gian là muỗi vằn, chính vì thế, biện pháp phòng ngừa sốt xuất huyết ở người lớn và trẻ nhỏ hiệu quả nhất chính là vệ sinh nơi ở, môi trường sống xung quanh sạch sẽ. Không nên trữ nước trong nhà. Tiêu diệt muỗi vằn bằng cách đốt nhang muỗi, vợt muỗi, phun thuốc diệt muỗi, phát quang bụi rậm và ngủ màn để tránh bị muỗi đốt. Sốt xuất huyết là căn bệnh nguy hiểm với nguy cơ biến chứng rất cao. Do vậy, để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người thân yêu thì mỗi người hãy chủ động tìm hiểu về căn bệnh này.